CC Anh Chi chính là sao nhí được o bế nhất V-Biz, có hai sân khấu để đời, Show của Đen và Concert Rap Việt. Tối ngày 7 tháng 10, Rap Việt đã chính thức tổ chức đêm concert mùa 3 quy tụ các nghệ sĩ là dàn giám khảo, huấn luyện viên, các khách mời cùng 15.000 khán giả. Đáng chú ý ở phần cuối chương trình, Justati tiết lộ đêm concert cũng chính là ngày sinh nhật của CC Anh Chi khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Không khí càng thêm phần vỡ òa khi ái nữ nhà Justati xuất hiện trên sân khấu khi nam rapper thể hiện ca khúc Easy Papa. Có mặt trên sân khấu Rap Việt concert trước hàng chục nghìn khán giả nhưng CC Anh Chi chẳng hề có một phút giây nào sợ hãi. Trái lại cô bé còn vô cùng tự tin, cưỡi ngựa chiến vali, đeo kính đen cực ngầu để phụ họa cho bố. Giây phút CC Anh Chi catwalk trên sân khấu khiến cho các khán giả bên dưới không khỏi phấn khích. Đặc biệt Justati còn chuẩn bị sẵn bánh kem và cùng người hâm mộ hát chúc mừng sinh nhật cho con gái rượu. Justati chia sẻ, CC là một người rất đặc biệt, một nguồn năng lượng tích cực. Chỉ khi có con ở trên đời thì Justati mới trưởng thành như ngày hôm nay. Học làm bố và nhận được rất nhiều cảm xúc khác so với thời gian trước. Vào tháng 5 năm 2023, Đen Vâu từng tổ chức live show Show của Đen tại Hà Nội thu hút sự có mặt của khoảng 10.000 khán giả. Là một trong những khách mời trong chương trình, Justati cùng Đen Vâu đã cùng tái hiện loạt bản hit như Bâng Khuâng, Mưa trên những mái tôn. Ngay sau đó, Justati đã thể hiện ca khúc Easy Papa, ca khúc viral khắp TikTok ở thời điểm đó. Đặc biệt, CC Anh Chi cũng xuất hiện trên sân khấu và còn tự tin catwalk, giơ tay chào chuẩn hoa hậu trước hàng nghìn khán giả. Màn lộ diện của CC Anh Chi ngay lập tức gây sốt và trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong live show của Đen Vâu. Yeah, yeah. CC and JT đến từ Tây Hồ Vĩnh Pro. Mà đông người như này, bình thường tôi không phải một người mà đưa con đi khắp nơi để show là con tôi thế này thế nọ và có thể gọi là kiếm tiền hay là làm gì từ con. Nhưng ngày hôm nay show của Đen và đặc biệt là Đen với CC đã được gặp nhau từ khi còn tấm bé rồi. Từ hồi mà CC được Đen bế và khóc nhè lu loa lên vì sợ dâu. Nhưng mà ngày hôm nay tôi muốn dành sự đặc biệt này cho show của người bạn của tôi, người anh em của tôi là lần đầu tiên CC xuất hiện trên sân khấu này. Xin chào mọi người ạ. Và rất mong là tất cả mọi người, các cô chú, các bác, các anh chị em đồng âm sẽ ủng hộ sự làm nghệ thuật của con tôi trong thời gian về sau. Thank you. Cảm ơn rất nhiều. Okay.